Thúc đẩy tiết kiệm năng lượng là giải pháp tốt có chi phí thấp nhất để đạt được nhiều mục tiêu cùng một lúc như đáp ứng nhu cầu năng lượng, chống ô nhiễm và giảm phát thải khí nhà kính. Ngân hàng Thế giới thay mặt cho Quỹ khí hậu xanh (GCF) vừa ký hiệp định viện trợ không hoàn lại trị giá 11,3 triệu đô la Mỹ với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để hỗ trợ phát triển thị trường tài chính thương mại cho đầu tư vào tiết kiệm năng lượng trong ngành công nghiệp. Với các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật của dự án, các doanh nghiệp công nghiệp và ngân hàng thương mại có thể tiếp tục các khoản bảo lãnh tiến dụng từ quỹ khí hậu xanh trị giá 75 triệu đô la Mỹ do Ngân hàng Thế giới quản lý. Khoản viện trợ không hoàn lại nói trên sẽ dành 8,3 triệu đô la Mỹ để xây dựng năng lực cho khu vực tư nhân trong nhận diện, thẩm định và thực hiện các dự án tiết kiệm năng lượng. Hợp phần này cũng sẽ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho Bộ Công Thương và các cơ quan hữu quan để cải tiến chính sách, quy định và tạo lập một môi trường thuận lợi để thúc đẩy phát triển thị trường tiết kiệm năng lượng tại Việt Nam. Là một quốc gia có cường độ năng lượng và cường độ phát thải thuộc nhóm cao nhất trong khu vực, Việt Nam đang tích cực chuyển đổi sang năng lượng xanh và phát triển phát thải carbon thấp. Nghiên cứu về phát thải carbon thấp của Ngân hàng Thế giới ước tính, Việt Nam có thể tránh được đầu tư mới từ 11 gigawatt công suất nguồn phát điện vào năm 2030 nếu thực hiện được toàn diện các giải pháp tiết kiệm năng lượng từ phía cầu sử dụng năng lượng.